biết đâu. Vâng, xin kính nha. Chào quý vị và các bạn nhé. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ nha. Vâng, hôm nay mình làm cái clip chia sẻ cho quý vị và các bạn biết về các bể vải của một gia đình. Anh tên là Tuấn ở Héo B, Lục Ngạn, Bắc Giang. Vâng, anh năm nay thì được mùa. Riêng ở khu vực này thì anh ấy bán muộn nhất, và hôm nay thì cũng là vào ngày 24 tháng 5. Còn dương lịch thì ngày 29 tháng 6 quý vị nhé. Mình nói làm clip về vải thì mình cũng nói ngày luôn để mọi người biết rằng là cái thời điểm nào vải vẫn còn như thế nào. Đấy, có một số thì các chị em với các công nhân đang làm trong vườn này. Bể buổi sáng sớm. Đâu, mình sẽ vào đây mình ghi hình chia sẻ cho mọi người biết. Chào các chị em nhá, anh em nhá. Đây. Ừ, chào. Còn mấy cây đây? Hai cây. Còn hai cây cuối à? Đây, hôm nay cùng mấy anh em đi ghi hình đây. Cảnh bề vải của bà con ngày cuối cùng này. Hôm nay là em Tuấn ở... Bác này là bác mua hàng à? À. Bác đang mua thì giá chính xác ở trong vườn hiện tại là bác đang mua giá như thế nào đấy? Hôm nay mét vườn giá 15 đây. Giá 15 là 150.000. 150.000 một cân đây. À, 150.000 một cân. Hàng đẹp đấy. Vâng, hàng đẹp. Hôm qua anh em vào xem. Vâng, bác này thì bác chủ mua hàng nhé. Bác mua bảo là 150.000 một cân tại vườn đây. Thế là bác mua được từ đầu vụ ở vườn này. Vườn này nó mua từ đâu? Từ đầu vụ thì là mua được tính ra tấn thì được bao nhiêu tấn hả bác? Nếu mà cứ tính theo xe của nó chắc phải hơn chục tấn đấy. Hơn chục tấn nhỉ? Và mười mấy tấn vậy? Hơn chục tấn vì cũng không cộng đâu chứ. Ừ. Ngày chuyến cứ thế. Ngày chuyến. Đến gọi là bi là gọi Tuấn tiền tỷ. Tuấn tiền tỷ đấy. Tuấn tiền tỷ ở Héo B nhỉ? Héo B hộ đáp. Vâng, Héo B hộ đáp đây. Vâng, ở đây thì còn có những cái cây ở trên ở những cái quả trên cây thì chưa bẻ đây này. Đây các bạn, những cái quả đây thì ở khu vực cái này khoảng hơn tạ đây. Hơn tạ. Hơn tạ cái này đấy. Ở trong làng này, khi vườn này là vườn cuối cùng rồi nhỉ? Vườn cuối cùng, cả huyện Lục Ngạn mình là vải ngọt, bây giờ là vườn này là cuối rồi. Vâng. Không còn rồi. Vâng. Hết rồi. Chủ nhà đầu tư của cái vườn này. Đấy, các bạn nghe không nhầm ở đây này. Vâng anh nhé. Mua hàng là 150.000 một cân, nó mua trực tiếp tại vườn và anh ấy mua từ lúc đầu vụ nhé. Vâng, ở đây thì không hiểu tại sao những quả vải hiện tại như cái này nó vẫn còn là xanh xanh này, không biết là nó làm sao nữa đây. Nó vẫn còn xanh xanh, nó còn chưa chín. Đây thì nó năm nay cái mẫu mã quả vải thì nó cũng không được đều lắm, nhưng mà nó lại tính ra tiền thì lại được rất là nhiều tiền. Đây, cái công nhân trong vườn thì đang làm vải. Thì là chắc là bể là chuyến cuối cùng ở cái khu vực này cũng như là của huyện Lục Ngạn luôn, mình nghĩ là như vậy. Cây này cũng to. nhiều tiền chưa? Bà chủ năm nay thì tươi lắm rồi. Tươi nhất huyện rồi. Còn là hai cây nguyên. Có cái thang gỗ này rất vâng, đây mình sẽ
lên trên này xem nào, vòng vòng lên đây. Và tất cả những vườn ở quanh quanh này đều là xá nha bác. Vừa nãy mình bác mua bác có chia sẻ rằng là 150.000 một cân hiện tại. Bác đang mua như vậy, hôm nay cuối cùng. Hôm nay cuối cùng cắt cũng như là hết rồi. Đây là cậu của Nguyễn Tuấn đấy. Cậu, thế là em vợ. Các con của Tuấn gọi bằng cậu. Bà nội bà ngoại nó làm vẫn nào từ đầu cuối từ đầu. Bà nội bà ngoại đi thì có con rể được vải thì chả làm. Đi đâu làm nữa. Đây các bạn nhìn là rất là sai nhé các bạn ạ. Vừa năm nay thì như là về cái giá vải ở ngoài chợ thì cũng đã hết mùa rồi, không còn nữa. Còn mỗi trong vườn này thì còn ít này thì cũng người ta cũng vào tận vườn người ta đặt từ đầu rồi. Còn ngoài chợ thì cũng bán giá cao điểm nhất là 120.000 một cân, là cũng hết vụ rồi. Còn đây ở trong vườn anh này thì vẫn còn bằng này thì để người ta mua tại trực tiếp ở vườn, giá là 150.000 đây. Còn ngoài đường ngoài chợ thì không còn nữa rồi. Đây anh nông chín anh ấy đang trải nghiệm cắt vải đây, người dân vùng vải nhưng mà năm nay không được cắt vải. Năm nay thực tế là cắt vải phải không? Và có cái thèm cái cảm giác là dậy từ 2 giờ sáng. Đúng rồi. Đêm là bắt đầu là con đang ngủ với vợ còn rất cả bú con thì phải đi cắt vải. Nói rất hay á. Vợ ăn rất cả bú để đi mới cắt vải này. Đúng rồi. Rất phịch phát là xong bắt đầu là bú nó đi thôi. Vâng các bạn nhìn rất là sai nhé. Đấy. Vâng, hôm nay mình nói lại một lần nữa trong video rằng là mình ghi hình hôm nay ngày 24 tháng 5 âm lịch nhé. Còn cái năm về vải này mình nói ngày luôn để mọi người đỡ thắc mắc là ghi được hình từ ngày nào cho đến ngày nào mới đăng. Hôm nay ngày 24 xong, tháng 5 xong, dương lịch thì ngày 29 tháng 6. Đây kia là cắt hết rồi em. Vải này cắt ra xong rồi đóng luôn trực tiếp ở nhà luôn, đóng luôn ở trong sân xong rồi xe chở đi luôn, không biết mang đi đâu xuất thì mình cũng không biết, cái đấy mình cũng không hỏi bác đấy. Đâu mình sẽ xuống xem các chị em thế này xem. Đâu mình sẽ xuống bên dưới này xem nào. Cần 150.000 một tấn, 150 triệu. Đây hôm nay còn vườn vải. Còn vườn vải cuối cùng anh em cùng với Biên Lục Ngạn quê tôi anh em đi sang bên này. Đâu có. Vâng. Còn mới trong tí đấy anh em mà nhà bà đấy là anh em con mẹ Thiện là con của bà gái. Vâng. Đây các bán là ra lên làm từ mấy mấy giờ rồi? Làm từ 2:30 rồi. 2:30 à? Để tôi nắm cái này giữa một người quay trở lại đây lấy cái này là chập vào là bó. Đã dậy làm từ 2:30 rồi. À, hôm nay buổi cuối cùng làm sớm. Rồi. Làm sớm mà mọi hôm này làm muộn hơn. Hôm thì làm thế. À. Hôm thì làm thế được xe. À, mình bình thường xe thì đóng bao nhiêu tấn cái xe? Nhưng mà mọi hôm mình bẻ được tầm khoảng bao nhiêu ấy? Tấn 2 tấn. À, tấn 2 tấn. Vẫn còn cây đấy. Cây bên trên đấy. Đấy, cho mọi người gần quả vải này.
có quả nó còn xanh xanh. Hết tổng kết hết vườn. Còn kết đâu? Ở trong xóm mà chắc là không còn ai có rồi nhỉ? Còn mỗi vườn này hả? Vườn địch thủ nhất rồi, thu hoạch nhanh ghê. Mỗi nọ còn... Nhưng mà người ta vào vườn lấy mà ngày tấn thì, ngày tấn 2 tấn thì nó chả nhanh. Đi chợ đâu anh, nếu mà chở đi chợ thì có thể năm nay có phải chở đi chợ đâu mà chả nhanh. Thế, nó chả nhanh như thế. Đây cách bó vải của Lục Ngạn này, của bà con Lục Ngạn đấy, bó như thế này. Bó đấy, thì thế là bó rồi. 3 cân nhỉ? Mấy trăm nghìn đấy. Một túm này. Một túm 500 ấy. Đấy. Túm 500. 150 thì mà, ví dụ hơn 3 cân thì chả 500. Chín đầu. Đã thấy ngồi trên kia không biết là thế nào. Đã đăng rồi. Vâng, hàng năm thì những nhiều gia đình được vải, còn cũng bán mỗi một buổi sáng mang ra chợ được cũng mấy chuyến. Năm nay thì là không được vải này thì cũng mỗi nhà chỉ được tầm chuyến. Còn vườn chỗ nhà anh Tuấn ấy thì năm nay toàn bán là tại vườn này thôi. Giá thì được cao hơn so với mang ra chợ. Năm nay không phải ra chợ nhưng mà năm phải ra chợ. Đỡ phải đi đi lại. Năm cứ phải đợi cái dốc ở bên kia. Cái dốc bên kia cũng ghê đấy nhỉ. Mọi năm cứ phải đợi cái dốc đấy nhưng đúng năm rồi. Phải chở như em được mấy chuyến anh Hà thì thấy thấy cái dốc bên kia được khả năng chở lên thì chắc cũng phải đẩy đấy. Vừa nay xuống thấy trơn lắm. Đẩy. Dốc bên đấy nó phải đẩy. Vừa nay xuống cái xe ga thấy trơn lắm, sợ. Còn không dám kèm nhau xuống. Hôm nay mới là 29 tháng 6 à. 29 tháng 6. Và hôm nay thì đấy, bây giờ mình phải nói là phải nói ngày không, mọi người lại bảo không, họ là bảo là mình quay từ ngày nào rồi ấy, họ lại bảo là mình quay từ lúc nào hôm nay mới đăng kiểu như thế chẳng hạn này. Và mình phải nói ngày rõ ràng không người ta lại không tin. Quay từ khi nào đấy, cuối cùng của ở khu vực này đấy, 29 tháng 6. Vâng, bây giờ về lại bảo nó mở ra chiều, nó mở ra lại có. Vâng. Để cho anh Nông Chín anh ấy ghi hình đi. Và hôm nay thì có ba anh em cùng nhau đi chơi. Chắc là sang tổng kết cái vườn này buổi cuối cùng. Vì là anh em cũng in được, các bạn sẽ vào kênh. Và có cả mấy kênh luôn à. Hôm nay thì có mấy kênh cùng nhau làm về chuyến vả cuối cùng của nhà anh Tuấn ở bên HB này. Vâng, thì vừa nãy thì mình có hỏi bác mua, bác có nói rằng là mua 150.000 hôm nay. Đắt như thế này thì giàu lỗ. Trong vùng vải thì phải cả nhà phải đi du lịch Hạ Long tầm tháng. Đó chứ, em phải đi chứ. Xong rồi còn đi tắm trắng này nọ các kiểu ấy. Đúng rồi. Bây giờ mình làm, bây giờ ra ngoài là cũng không nhận ra
Bây giờ mình mới đi tắm trắng chứ. Đấy chị này, chị chủ vườn đây. Chị này năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Chị sinh năm bao nhiêu? Chị sinh năm 85. 85 à? 85 ít hơn mình 1 tuổi. Thế mà chị là phải hơn chị. Thế là 85. À thế là bằng tầm bằng tuổi mình thôi, bạn thôi. Phăng Châu. Châu mà hai vợ chồng cùng tuổi nhau. À hai vợ chồng cùng tuổi à? Châu cùng tuổi nhau là làm ăn lên lắm, phát đâu. Đây bạn chủ vườn đây mọi người ạ. Bạn ấy mình vừa hỏi bạn ấy mà sinh năm 85. Mình cứ tưởng là nhiều tuổi hơn mình nhưng mà thôi. Đấy thì cũng tầm tuổi mình thôi. Có tạ ở cái này. Cây này tạ hết bao được. Cây này về có tạ 7. Phải gần 2 tạ cây này. Nếu mà quả to như năm ngoái thì cây này khả năng 2 tạ vẫn. Cây này 20 triệu đấy. Cái giá cái này nó khoảng 20 triệu. Cái cây hôm qua ở trong kia là được 2 tạ. Cây này phải gần phải mình cứ gọi là mình không cho biết chính xác nhưng mà còn gần 20 triệu. Tính 20 triệu cái này nó cắt bán thì được mấy trăm nghìn thôi. Với cây này thành 20 triệu đấy. Cây này bộ lam chị bẻ năm mấy quả long thì chị bộ lam chị bẻ cây này về 2 tạ đây này. Nó to mà. Nhà mình bán với cái giá 150.000 này được bao nhiêu hôm rồi? Được 5 hôm rồi. 5 hôm là 5 được hôm. Cái giá đều như thế chứ. Và mỗi buổi sáng ở nhà có 170 triệu. Này bà chủ đi này. Đi spa tắm trắng các kiểu hả? Cứ quay vào mặt em ngại. Da thì đen như. Ở người nông dân mình đấy là làm gì đen. Người nông dân mình là thế. Quan trọng là người nông dân mình sống nó thoải mái, có tiền với lại không phải lo nghĩ gì là được các bạn ạ. Dạo này tài khoản với lại két là đầy đấy. Nó đầy tiền. Bà nội bà ngoại chị em vợ đều mong muốn thế đâu mà. Vâng. Đấy một mà cứ bảo em vào nhà ngồi chơi đợi chị cái là thôi em bây giờ em không dám vào đâu. Cứ phải có chủ nhà trong nhà thì mới dám vào. Đấy là nông dân chỉ cần trúng một thế này thôi ăn được khỏe được hàng chục năm luôn. Đúng là giàu. Làm như vải đắt như này nào mà có động lực làm không chán nản. Như một năm vậy. Được nhiều vải nhưng mà vải rẻ. Có khi nào Tuấn nó bảo cắt cái vườn này không? Có nói bây giờ chưa? Em có đôi lúc là mấy năm nó rẻ em bảo là phá đi trồng keo cho đỡ phải làm. Tự nhiên năm nay thì chúng keo nào Tuấn cho chúng vụ riêng của gia đình. Đầu nhanh lắm. Như này năm nay. Vâng ạ, các bạn nha, nếu mà tính ra những cái cây vải này hơn 1 tạ thì gần 2 tạ thì giá 150.000 thì riêng cái cây này nó cũng được gần 20 triệu một cái cây này này. Một cây vải này. Buổi sáng này thì các cô các chị đấy cũng đã dậy bẻ từ lúc 2 giờ sáng rồi. Chuyến cuối cùng là bẻ cho nó hết vườn. Đây tổng kết. Thế là hết vải. Hôm nay là cuối cùng rồi. Cuối cùng. Hết vải nhưng mà được nhiều tiền rồi. Ấm rồi. Như này là ấm túi rồi. Ấm két rồi. Quá ấm rồi, so vùng cao quá ấm rồi chứ. Nếu mà tính cái giá 150.000 này thì bây giờ chả đứng đầu bảng của huyện. Đúng rồi, chả ai được nhiều thế đâu. Những các nhà kia nó được vải u hồng nhiều nhưng mà cái tiền nó ít. Một cân này nó gấp hàng 3 cân đấy này. Một tấn này nó gấp hàng bao nhiêu tấn vải kia. Làm đa phần là những người nông dân làm vải mình thì ai cũng trèo được hết. Bởi vì những cái cây nó cũng thấp. Chị trèo rất là giỏi. Rất là tiêu. Các bạn thì chị trèo rất là tiêu. Những cái cành như dài nhờ. Cái tán của nó.
coi nhà anh chị cũng chăm khỏe nữa, coi như này là chăm quá nó khỏe luôn rồi. Đất nó hợp kiểu kiểu ấy. Chăm tốt. Ở dưới nhà nên cái được mấy tạ chưa? Nhà chắc cái đấy chắc khoảng tầm 2,5 tạ 2,7 tạ thế thôi. Đó. Đây à? Hộ chị đấy. Đấy đây. Bây giờ tính ra một quả này bây giờ cũng nhiều tiền rồi. 5.000 đấy nhỉ? Hả? 5.000 vải này tầm khoảng 30 quả được một cân thì cả. Vải này không biết bao nhiêu quả được một cân á? Cân thử chứ. Này à? Nọ chị ấy hôm nay cái quả này không biết nhưng mà hôm cân hàng kia chị cân thử á. Cân bạn thử 30 quả là được một cân. 30 quả. Quả này quả 5.000. Đâu, ném hộ. Nước ngoài nó ăn mạnh hơn, ở dân mình đây ăn thì ăn được nhưng mà cái giá thành giá. Nhưng mà không biết là bác mua bác ấy mang đi đâu xuất không biết nhỉ? Úc. Đi Úc. Đúng rồi, chỉ xuất đến bán ở Việt Nam thì bán trong siêu thị với quả mấy nghìn thì dân liệu có ăn không? Thế nhỉ, vì đang mua tại vườn đã 150.000 rồi thì mang đi bán ở trong nước mình thì bán kiểu gì? Có người ăn mà. Có nhưng mà chắc nó không bán được nhiều. Đó, để hộ tí. Làm quá. Quả vải mấy ngàn xem nó có chất lượng này. Nó sang mồm. Lấy cái quả trên cành mà ăn chứ. Nó vừa rụng rồi thì thôi tiện thể ăn luôn. Này làm tầm đến 9 giờ xong nhỉ. Đây rồi. Tầm 2-3 người bẻ thì nhanh không? Dạ, tầm 3 người. Đây những quả vải thế là năm nay rất là giá trị cho các bạn nhé. Hiện tại như vườn này thì tính ra quả thì vào 5.000 một quả như thế này. Vâng, hàng mọi năm ấy thì nhà nào cũng được mùa ấy thì những hình ảnh như thế này nó không hiếm lắm mọi người. Nó nhiều lắm, nói chung là nhà nào cũng như nhà nào thôi. Ra vườn nó cắt vải rồi bó vải làm như thế này. Năm nay hiện tại những vào cái thời điểm cuối vụ như thế này thì cũng không còn nữa rồi. Năm nay thì gia đình này thì chị anh chị đây thì gần như là cuối cùng ở khu vực ở xã vùng cao Lục Ngạn đây, cũng như là vườn vải xanh gần như là nhiều nhất ở khu vực trên này. Còn vừa nãy chị chủ nhà vừa mới chia sẻ rằng là bán với cái giá 150.000 đấy, cái thời 5 hôm rồi, mỗi hôm một tấn 2 tấn. Năm nay nhà mình chắc không phải chở tròn nó ra chợ đâu phải không chị? Không, hôm nay toàn xe đến và cắt từ đầu luôn hả? Từ đầu luôn. Và năm nay bỏ rồi, anh chị không một hoạt nào đi ra ngoài đường. Bán ở nhà nó chắc chắn hơn. Bộ lắm là cứ đóng ừ, cái dốc kia nếu mà mưa một tí nữa thì chắc chắn nó phải đẩy rất xa nhỉ, trơn lắm. Lên đấy gần
Thế? Nhiều rêu. Mưa năm nay nó mưa nhiều quá. Xe ga vào đây xuống cái chân chân phật 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 ghê bố. Có dám kéo nhau xuống đâu. Rơi xuống một nửa nửa đằng kia. Em chở đi bộ. Cái xe số rồi xuống đường cái xe ga đi nó trơn vãi ngã luôn. Đấy những hình ảnh năm nay gọi là những hình ảnh đẹp của bà con cắt vải của vùng cao. Chùm nó nặng ơ nhỉ. 1 triệu. Ôm thế thôi. Ôm đấy, ôm thêm 1 triệu đấy. Nào, để mẹ ôm tiền cho rồi. Đúng rồi. Rơi cái chỗ này mất tiền triệu của mẹ. Đấy. Tiền triệu mà thì bảo đúng là tiền triệu mà. Giá này không buồn ngủ nữa à? Năm nay là chỉ chờ làm thế nào để cho nó gần sáng để đi bẻ thôi. Chứ còn không cần thiết là ngủ hay không ngủ nữa. Chỉ sáng ví dụ sáng nay bẻ mai còn nó chỉ chờ làm thế nào để cho nó sáng mai tầm 2-3 giờ bắt đầu là dậy bẻ thế. Để lấy tiền thôi. Ngủ đến giờ ý là kể cả không ngủ vẫn cứ được cố. Nhưng mà cũng làm có mấy ngày thôi mấy phải không? Ngày hơn tấn này, 2 tấn này ngày mấy ngày thôi. Ừ. À, vài sớm nhà mình được nhiều không? Vài sớm 3 tấn. 3 tấn. Ừ, u trứng. Bảy u trứng cũng cắt xe hết. Và người ta biết vườn mình nhiều người ta vào cứ cắt thôi. Bán trong vườn được nhiều tiền hơn. Mai ra ngoài chợ thì cứ thế này thế kia các kiểu khó. Ừ. Ở trong vườn thì mình cứ đúng bằng nào để mình cắt ra thì cân lên thôi. Bây giờ mình mới được bán cái giá này cho. Chắc khả năng sau này được mùa chắc là ít khi có thể lặp lại cái này lắm. Làm gì Vân Anh đã có bao giờ đâu. Nó đã có bao giờ đâu. Quá sướng luôn. Vâng, cây này thì có hơn 1 tạ thì vào 10-20 triệu đấy mọi người ạ. Ừ thì thế vào. Em hôm gọi bảo anh Tuấn bảo là cái giá cao thì gọi em lên em review nhá, chả thấy gọi gì. Chị, bận thì đâu có nghĩ là hay em lại đi cứ gọi em là em lên phút mốt quay hết vải thôi. Ở dưới nhà kia đóng chưa hay chưa đóng được không? Đang đóng. Vâng, may sáng nó không mưa. 2 rưỡi sáng nó cũng mưa. Còn mình sẽ xuống nhà để xem một chút nữa. Ở dưới kia đây thì còn 2 cây. Đây sống ở rừng cũng quen rồi mà, không sợ đâu. Ngày trước thì toàn lên leo rừng tốt lắm đấy. Có mấy hôm trước có mấy người bỏ đặt nhưng mà em thích không đó. Đặt thì có nhà đang bán cho một chủ quen rồi thì cứ bán thôi. Đây còn cây này với lại cây bên này.
là còn này. À, cuối cùng rồi. Được giá lịch sử luôn, kỷ lục luôn mọi người ạ. 150.000 tại vườn đây. Cái giá vải thì chưa bao giờ có cái giá vải như thế này bao giờ mọi người nhé. Đây mình sẽ đi vào trong nhà trong này để xem. Đang đóng ở trong này, đóng xốp luôn, trực tiếp ở trong sân luôn. Vâng, vườn này thì chị chủ nhà chị vừa mới chia sẻ rằng là năm nay vải u hồng không biết là ở đâu nữa, cũng được 3 tấn mà người ta cũng cắt tại vườn luôn. Vải ngọt này cũng được khoảng hơn chục tấn. Hơn chục tấn thì tính ra thì cũng vào được hơn 1 tỷ các bạn ạ. Phát đi. À, này chưa đóng. Chưa đóng, đang chờ xốp. Đang chờ xốp. Bác mua này thì người bác ở tận đâu? Nhà tôi ở dưới Thanh Hải thôi. À, ngay Thanh Hải thôi chị. À. Tôi chuyên mua hàng này. Vâng. Đi mua hàng này có độ ship 35. Ship 35. Ừ. Vâng. Nên lục ngạn này thì hầu như xã nào cũng có mặt. Thế... đều đã mua được hết. Thế vừa rồi mua cái vải vải u hồng cũng bác hay là người không, người u hồng thì là không cắt ở lục ngạn mình. À. Ở trên này u hồng thì chỉ cắt lên một quýt thôi. Ờ. Nó đạt tiêu chuẩn nữa, hồng trên này không được. Vâng. Vâng, đây nhá, đây thì có này chắc đầm hơn 2 tạ nhỉ. Cần 1 tạ thì 15 triệu. Đây thì có mấy chục triệu đây này. Bằng này thôi nha, có mấy chục triệu đấy. Quay tiếp. Bây giờ không biết là bà kia nó lên nó lại đây. Còn chưa trình đóng hàng nữa chứ. Hôm nay uống rượu với mày quạch một phát là bọn thế mà. Không ăn nó vào. Và đây mọi người đứng ra. Quả vải trông nó màu mã năm nay nó tràn rất nhiều này. Nhưng mà bây giờ thì không quan trọng nữa. Quan trọng là có vải không thôi. Đấy, quan trọng là cứ có vải hay không là thành tiền thôi. Không quan trọng màu mã nữa rồi. Đây. Quay bọn nhà báo đang quay ở đây nhưng mà chắc không mang đi được đâu. Đấy, vải thì và nấy mang xuống đây rồi cắt rồi chuẩn bị đóng vào xốp ở đây. Chị đang đóng xốp. Này lại chia ra. Vậy để bó vào đây, lại chia ra hàng rời. Cắt ra đây. Thùng xốp nhẹ thế kia mà chở được ấy. Chỉ ở trên vườn này không phải bó nó rồi, chứ mang về để đóng vào xốp thôi. Không, tí trở về thôi, vặt lá xong rồi trở về thôi, không phải cắt luôn. Mất công quay, nó phải quách ngầu. Bà ơi, bà thiêu lục ngạn á. Bà thiêu lục ngạn đúng không? Cuối nhiều lục ngạn. Hôm nay mẻ cuối cùng rồi. Chắc được khoảng 1 tấn. Tấn? 150 củ. 150 ca. Chắc là hết vải rồi. Hết rồi, không còn rồi.
chuyến cuối cùng. Còn nhiều chỗ vẫn còn lác đác nhưng cũng nhiều chỗ ít còn lác đác nhưng mà không tính. Đúng rồi. Tính nhất là cái vườn to. Ừ, cái tính vườn to thôi. Để nó ăn đấy xong rồi lấy về sớm. Không ai được. Chó nó cũng đuổi vịt á. Thế loại chó kia thì đúng rồi, loại chó đi đuổi vịt thì hai lớp chưa dài hết. Nó chưa dài hết thì cứ đút vào. Bác và một ngày hôm ấy một túm vải như thế này hiện tại đang trị giá khoảng đây mình cứ cân đại loại một túm như thế này đi xem được bao nhiêu cân đây này cho mọi người xem đây này 4 cân nhé 4 cân vào 600.000 một túm như thế này đây 600.000 một túm vải như thế này được 4 cân này. Tôm vải rất to đâu. Du xe không bó nó vào đấy. À. Đây anh áo đen anh ngay chủ nhà nhé. Anh tên là Tuấn. Còn mấy hai gốc thì cắt. Điện thoại mình ngủ uống quá nhiều rồi thế. Bên kia là anh Nông Chín kênh mua vải quê tôi. Sang mồm hả? Đây còn hết rồi. Đây không không được không có vải ăn nữa rồi. Cái loại chó mà đi đuổi vít thì sao loại chó đi đuổi vịt thì đúng là. Và ở đây thì mẫu mã năm nay thì nó rất là tràn nhưng tuy nhiên thì giá rất cao mọi người xem này. Vải này thì hàng năm như là những năm được mùa nên loại vải này mang ra ngoài kia được sấy 5-6 nghìn. 5-6 nghìn. Thế mà năm nay thì nó lại lên vua. Đấy các chị ấy đang đóng vào sừng xốp. Được 50 cân được. Các chị chắc là cũng đi buôn lâu năm có kinh nghiệm buôn rồi nhỉ. Chắc là cũng nửa đời người đi buôn hoa quả. Các chị này chắc là từ buôn vải xong rồi xong vải xong lại đi buôn các hoa quả khác chứ hả? Ừ, đúng rồi. Xong đến này đến na. Na hả? Ừ, lại đi buôn na nữa. Vâng. Na Bắc ấy. À, có hai sang Đồng Bành à? Đồng Bành đấy. À, sang Đồng Bành mua. Bà này rõ là buôn na ở bên Đồng Bành. Bên Đồng Bành. Cũng
cũng gặp rồi đúng không? Gặp rồi. Hồng năm nay thì nó bây giờ bà con lại chả đi dám mà cứ chính địa hồng lại ăn. Hồng ấy cơ, hồng Lạng Sơn. À, hồng Lạng Sơn à? Hồng đến mùa à. Mùa na có của đa đằng sau. Đấy đi quay chợ na. Na năm ngoái trở sang đây đây, mình sẽ sang đây thôi. Kiểu gì kiểu năm nay cũng chả chả mò sang đôi lần. Kiểu gì chả sang đôi lần đến chợ na. Còn đây à, và hôm nay thì mình có ghi hình ở đây thì bây giờ thì ở trên phường thì mình cũng đã ghi hình rồi, và bây giờ thì các chị đang chuẩn bị đóng vào xốp thôi, trong tí cho lên xe thôi. Mình chỉ ghi hình cái video đến đây thôi quý vị nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi cái video của mình, và mình cũng mong rằng những video mình đăng lên thì được mọi người ủng hộ, và những người mới đến với kênh của mình thì xin mình một cho mình xin một đăng ký kênh nhé để ủng hộ cho kênh của mình xin cảm ơn mọi người. Cảm thấy video mình hữu ích thì nhớ like và chia sẻ cho mình một tim và một like. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nhé.